Xin chào mọi người đã quay lại với channel của Trinh nha. Bữa nay thì mình sẽ chơi Genshin. Code từ cái event web nha mọi người. Code 40 nguyên thạch. Thì do dạo này bận nên là mỗi ngày chỉ vào game làm có 10 phút buổi thế thôi, không có xài nhựa gì hết. Thì hôm nay Trinh sẽ cái event này nè. Event diễn tiến hợp chất. Còn lại một ngày 12 giờ bắt đầu làm thôi. Khổ quá. Event này thì mình không phải làm cốt truyện nên là chắc cũng sẽ nhanh nhỉ. Làm một liều luôn. Mình chưa có gì tele đến đây được. Không biết là ở banner này đã có ai quay được Nahida hay Nilou cho mình chưa? Trinh đã quay được một em Chi-Chi ở banner này. Quay kiểu Trinh quay banner Nahida để lấy cookie á. Cookie của Trinh làm trước đó là cung mệnh không mà Trinh muốn lấy cung mệnh 2. Thì quay nếu mà ra được Nahida thì tốt, còn không lịch red thì có bảo hiểm để Trinh quay Raiden Shogun. Quay A. Thì cuối cùng thì Trinh đã có cái bảo hiểm và có Chi Chi cung mệnh 6 nha. Cung mệnh 6 luôn đấy. Hiện tại là những cái thức hoàng lật đét của Trinh là Chi Chi cung mệnh 6 nè, Mona cung mệnh 3 nè, Deluxe cung mệnh 0, Jin cung mệnh 0. Trinh thì chưa có kêu Queen Tanari với lại Edeya. Chỉ riêng Chi Chi là cung mệnh 6. Trinh tổng cộng ra 13 lần. Từ hồi chơi game giờ ra 13 lần cái những nhân vật banner thường. Và trong đó thì có 7 Chi Chi, 6 nhân vật khác. 6 nhân vật khác thì cũng là 4 Mona, 1 Deluxe, 1 Jin. Coi. Hi hi ha ha, đại công cáo thành rồi. Lắp đặt cái gì đây? Dạ kim. Chơi cái game Genshin này giống y chang cái game hôm bữa Trinh mới chơi á, Ni no Kuni. Thoại nó nhiều kinh khủng nhưng nội dung thì thực sự là chỉ tóm gọn trong khoảng một vài câu thôi, nhưng mà ở đây nó nói dài. Mà ví dụ như cốt truyện nó không cho skip còn được đi thì mình ráng mình đọc, tại vì nó cũng liên quan tới những cái vấn đề mà trong game mình chơi. Nhưng mà những cái event như thế này, trời ơi, nó nhiều mà nó nhảm. Cái event mà Trinh ghét nhất là cái event mà học nói chuyện cùng Healy chết. Nó là kinh khủng khiếp luôn. Cái này thì Trinh làm nhanh nha, tại vì chắc là mọi người cũng đã làm hết rồi. Thì Trinh làm nhanh thôi. Thôi, mọi người làm hết rồi, đâu cần hướng dẫn gì đâu. Trinh sẽ chọn độ khó lớn nhất. Rồi, ok. Có đội này chắc chắn là Trinh sẽ chọn Kazuha, anh Hải Thâm. Thâm A và Nahida. Ok, anh Hải Thâm của Trinh thì cũng chưa có mạnh đâu, tại vì đang xài vũ khí 4 sao. Bạn nghe nói bản 3.7 là có banner của anh Hải mà chưa có đủ nguyên thạch gì hết để roll, muốn roll cái chân. Nếu mà không lệch red thì Trinh sẽ đủ. Nhưng mà làm gì dễ vậy đúng không?
One with nature. There is no escape. Clouds high. The birds come. Này chưa cần anh Hải ra trận rồi tụi nó chết queo rồi. Hình như là tốc độ đánh nó được nhanh lắm đúng không? Fallen leaves adorn my night into the wind. Cái team này là chính đang đại thôi. Là nó không trả ra được cái combo gì hết. Shine down. Mà cũng đem tóc á. Torn to oblivion. Trời, mới vòng 1 trên 3 thôi hả? There is no escape. Bao nhiêu ngàn điểm là mình sẽ được mốc cao nhất để nhận nguyên thạch ta. Từ sau này. Chúng ta sẽ xài nhân vật khác hay sao? Vẫn được sử dụng nhân vật này. Chúng sẽ chọn Kazuha tiếp đi. Dễ lành đi cho nó dễ. Ngoài ra thì ok team này đi. Kiki. The wind knows. Things are about to get fancy. As one with wind and cloud. Shine down. Now you shall perish. Đây cũng chính là con mệnh 2 nha. Nhưng mà Trinh chưa có quay chấn. Trinh cũng đang muốn quay chấn của ai tăng sức mạnh. Với lại cái là bữa Trinh quay ra được 2A luôn á. Nghĩa là lần đầu tiên banner của ai là Trinh quay được A của mình không. Xong rồi đến lần 2 là quay được 2A nhưng mà lại không ra Sarah. Rồi lần đó không quay ra được một con Sarah nữa. Sarah vẫn ngon con mệnh 5 là chưa chơi A Hyper Fairy được. Tính ra mỗi lần tìm kiếm cũng mạnh lắm. Busted. Game's up. Phone's over. Take it easy. Yeah, cái con pháp sư này hơi bị khó chịu luôn á. Chính nhớ là ở cái bản 1.1 á, là con pháp sư này nó cũng có chặt cây nhưng mà nó chưa có áp ảo lên bản 1.0. Rồi sau đó có update cái thái vẫn thảo lên người mình. Cái đợt đó là tầng 10, tầng lửa nữa. Nên là xém sức mặt lờ ở tầng đó. Quietly now. Here comes the cat. Yeah. Ui. Tiếp tục là cái số 2 thôi. Cái này nó là gửi cho mình là mang nhân vật hệ phong nè. Nhưng mà trên mang A đi. Với lại gia đình đi. Chính có mang team cũ thì cho nó nhanh. Team nào mà mình quen tay á. Nếu vậy thì chắc không còn Kazuha đâu nhỉ. Xin xài sang linh ta. Trời, lấy sang linh đi. Ok. Sang linh nhá.
rồi vô. Ây da, không có đúng combo rồi. Nhưng cũng không hay chơi Team National. Nếu mà combo nó có vướng mắt thì mong mọi người phạt cả. Thật chứ nửa năm nay chơi game, hình như cái tuyến cách mạng của Việt Nam mình bị nửa năm nay đứt rồi. Nửa năm nay chỉ chơi game là chưa bao giờ pin màu xanh. Không, mới nói phải một, nhưng mà pin không dưới được 100. Lúc nào cũng vàng cả. Đâu rồi? Ôi đồ à, ơi, vừa đúc kiếm hình như là nó bốc hơi luôn. Đúng là ai của mình hai các bạn. Mặc dù ở trên thành chưa có build nhiều. Tại vì Trinh cũng là đi làm rồi á, nên là thực sự không có thời gian để chơi cái này. Trinh chỉ gọi là build tạm đủ thôi. Khi nào có đổi chat thì Trinh mới cố thử đổi xem là có được bộ ngon hay không. Nên là bây giờ dạng nhân vật của Trinh là chỉ có mỗi Ayaka với là hôm sau nó gọi là được lại build được khoảng 60% crit với lại 150 crit rate là thấy đủ lắm rồi. Ok, 12.360 là được bạch kim 1. Ngày xưa mà lúc còn trẻ mà chơi thì chắc là phải cố gắng được bạch kim 3 mới thỏa mãn. Nhưng mà thôi, giờ kiếm đủ nguyên thạch là được rồi. Chính coi là được bao nhiêu điểm. 4.000 điểm là được vàng rồi nha. 4.000 điểm là mình nhận full phần thưởng rồi. Ok, vậy thì Trinh sẽ đánh 4.000 điểm rồi dừng nha. Màn tiếp theo nè. Gãy Kazuha thôi. Kazuha A. Rồi. Chứ chơi Trinh chơi thì Trinh cũng không có tìm hiểu là team này, team kia là con này phải đi với con nào, xong rồi kết hợp như thế nào. Mà chỉ kiểu như là người quái thì mang Kazuha, người đang chảy bốc hơi gì đó. Nhưng mà là lựa lượng phản ứng, mình mang nhân vật vào sẽ có đủ phản ứng thôi. Hay là combo của Trinh cũng loạn, với lại các kết hợp team nó cũng tào lao lắm. Mục tiêu là chỉ cần đạt đủ, ví dụ như La Hoàng đạt đủ 36 sao event, đạt đủ bốc những nguyên thạch là xong. Mình đâu có cần phải build mạnh làm gì đâu, nói chung là kết quả vẫn vậy. Tại do MiHoYo nó làm kiểu hỗ trợ cho người chơi á, nên là chỉ cần sức mạnh tầm tầm chung á là mình đã có thể xử lý all content của game rồi. Cũng không cần phải đòi hỏi kỹ năng hay là phải build nhân vật xịn sò cho lắm. Mình thấy Trinh đánh kiểu random vân tích gâu luôn. Cứ quy e con nào sáng được là nhấn.
coming was foretold. Torn to oblivion. 4.000 điểm rồi đúng không? 4.000 là xong rồi. Ủa, nó không tính cho mình hả? Chinh tưởng là như cái event ngày xưa đó, mà Chinh chơi là 2.000 điểm là mắc. Xong rồi cái mình thoát khiêu chiến, cái là nó tính cho mình 2.000 điểm luôn. Mẹ làm nãy giờ mất thời gian đánh không? Mình ghê là vậy, là mình phải đánh mỗi màn ít nhất là 6 phút rồi. Into the wind. Shine down. Clouds high. The birds come. Game's up. Fun is over. Come on. Now you shall perish. There is no escape. One with nature. Quietly now. Everybody stand. Fallen leaves. Adorn my night. Here comes the catch. Coming was foretold. Busted. Inazuma shines eternal. Where the eternal alone. Jesus. Patience. Coming was foretold. Shine down. Go ahead. Yay. Sir, you are about to get dicey. Gotcha. Ở trong game này thì nhân vật chính thích nhất là A. Tại vì A vừa xinh gái, vừa dịu dàng, vừa mạnh. Là quá hoàn hảo. Ngày xưa thì thích Jin nhất, nhưng mà sau khi A ra thì mình thích A nhất. Vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Now you shall perish. Jin cũng vậy mà đúng không? Cũng mạnh mẽ, dịu dàng. Nhưng mà mình chưa đạt được cái gì thì mình mong muốn cái hình tượng. Mình thưởng thức những cái nhân vật mà có cái hình tượng mà mình chưa đạt được. Này Jin sẽ chọn Hu Tao nha, Hu Tao. Jin rất là thích team Hu Tao luôn. Hu Tao cũng là một nhân vật mà Jin Trinh yêu thích. Không, Trinh sẽ lấy Hu Tao của Trinh chứ Hu Tao của Trinh mạnh mà. Hu Tao thì nhí nhảnh dễ thương, điên điên. Here comes the catch. Quietly now. Let me leave you a breath. Gather. This is order. Games up. Gotcha. Trên này không có thích nhân vật nam. Anh Hải Thâm mình Trinh Rôn thì cũng chỉ là vì nghe đồn mạnh. Với lại chơi Tiên Thảo á, Trinh cũng chưa có nhiều nhân vật hệ Thảo để chơi. Là Trinh Rôn thôi. Trinh thích chơi nhân vật nữ, cho nhân vật nữ. Mấy cái hợp chất sôi sục mình nắm bất cái gì ta? À bất bất khỏe đó đúng không? Bất khỏe nè. Này lợn này nó bắt đánh hết quái. Quietly now. Game's up. Fun is over. Higher, higher, hands on fire.
bỏ ngon một lượt nữa à? Sao đánh lâu vậy ta? Mấy cái con này, mấy con này thì Trinh sẽ chọn team Kazuha đóng băng. Alo, Ayaka dắt vàng đi ha. Ayaka dắt vàng đi. Không có màu máu, kệ không sao. Mình phải tin tưởng bản thân chứ. Cần gì hồi máu. Into the wind. Cryo incarnate. Shadows of fate. Let's get down to business. The wind moves. Obey. Into the wind. Let me stop. Chơi này cũng vui thế nhỉ. Cắn hắn băng. Quách tán băng. Thả nước vô. Bắt một tí. Một tí. Xong rồi sau đó đánh. Ok. Ồ, cái này thì khó hơn. Written in the stars. Manifest by ordinance divine. Quy luôn. Oh yeah. Khuất tan băng. Khả nước vô. Búp lên. Oh yeah, sao chưa có băng gì ta. Ổn rồi. Chia lẻ ra rồi. Được rồi nè. Đó đâu rồi. Bật đánh băng, thả nước vô, bóp lên, thả quay. Gì mà cũng hồ máu chứ được. Thôi để mày không dính vô đây. Bật đánh băng, thả nước vô. Xong rồi. 15.000 nha, 2 sao, ồ, 3 sao luôn. Ha. Chính không ngờ đó, đánh đại thôi. Đoạn cuối mình đánh mượt quá nhà, team đóng băng thấy bực mượt. Trước giờ cũng không ít chơi team đóng băng lắm. Tiếp theo nè. Kết cấu nguyên thủy nè, cái này cái này mình chơi team lôi thảo đi. Team lôi thảo nè. Bọn này công quái. Ok. Mình đoán đúng luôn. Đoán đúng là game có gì luôn á. Ok, lôi thảo thủy nha. Thêm Bennett vô. Hơi giao giao đi. Con Kazuha này đi ra. Giao giao vô. Shine down. Here comes the cat. Hey, go away. You. I see everything. Gotcha. Illusion shattered. Tạo đang được bóp đúng không nhỉ? Ức quy này. Oh yeah. Ủa sao nó hơi cho à không, đây không phải là con máy mà là con quái người. Dance with me.
Khả Quy nè. À con ơi này là Trinh cũng chưa biết là cái ý niệm là như thế nào. Khổ rồi, chơi game không có thời gian tìm hiểu. Mình chủ yếu là chơi để gacha thôi á. Vô kiếm đủ nguyên thành xong rồi sau đó quay lộn, đáng ra phải gắn ấn thảo vô combo lại. Đáng ra là giết được luôn con đó đó mà đoạn cuối tự nhiên thấy hết giờ cái combo lại xiên ngầu cả lên. Ok cái này Trinh sẽ chơi Kazuha nha, Kazuha mà cái thiêu đốt á. Tất nhiên mình không chơi con Deia là Trinh không thích. Deia là một nhân vật Trinh cực kỳ yêu thích luôn. Mạnh mẽ, thông minh, quá ngầu. Nhưng mà cách lối đánh của nó Trinh không thích thế nào. Venti à, Venti cũng được. Venti của Trinh cũng mạnh lắm. Chung là Trinh build Venti cũng ngon. Think you can get away? Everybody stand back. Here we go. I see everything. Time for takeoff. Nhưng mà hình như là cái quy của con Venti nó hơi bóp sang Linh á. Chơi thiêu đốt này có vẻ là không được mạnh lắm nha. Có vẻ như là phản ứng thiêu đốt là phản ứng thể thảo mà ít được quan tâm nhất. Tại vì cái hiệu quả của nó mang lại thực sự không nhiều. Đã thế nó còn bóp nữa. Nó đốt nhân vật của mình rệt luôn á. Xong lượt 2, bây giờ lượt 3 này. Cũng vậy ha. Thủy Nilo, Trinh sẽ chơi thử Nilo. Nilo là team 2 thủy 2 thảo. 2 thảo thì Trinh sẽ cho là Giao Giao. 2 thủy. Mona dây lần nhỉ, Trinh nghĩ là dây lần đi. Rồi vô. New country. I see everything. Go, Jack. You're great. You're great. You're about to get sexy. Gotcha. All my strength. Đâu rồi, đâu rồi? Yeah.
Nhiều khi chơi xong Nilo thấy thích quá, hero Nilo chứ. Được. Bấm đổi nhân vật cũng được. Xong. Chỉ được một sao hồng thôi. Không sao cả. Nhưng đúng quy thật là được rồi. Để xem tiếp theo là gì. Mấy con này, mấy con máy này. Ok luôn. Mấy con máy này là Trinh thích cầm hũ tao chọc. Trinh rất thích cầm hũ tao chọc luôn. Banner tiếp theo là banner gì ha? Banner của Baiju với lại Baiju với ai ta? Trinh không nhớ lắm. Nhưng mà Trinh chắc chắn là sẽ không quay. Vì Trinh không quay nên là không có nhớ. Không biết là ai định chơi Baiju không nhỉ? Liệu là một nhân vật thảo kiểu như là DPS hay là một healer hạng nặng đạn nâng cấp của Dư Dao? Mà cầm hồi tao chọc đã thật luôn. This is order. Stabilize. Game's up. Thumbs over. Bust it. Technical power. Chọc đã chưa chắc điểm đã cao. Mấy con này nó cứ lùi khó chịu hèn. Order guide you. Gather. Here comes the cat. Quietly now. Let me leave you a breath. Còn nhân vật mà Trinh thích kiểu như là lối đắn nhất đó, là Trinh thích chỉ là rồi đã là cung và còn đạn đuổi nữa, hệ thủy nữa, quá hoàn hảo cho một nhân vật luôn. Đam lại to hệ thủy nha, cung nha, có chiêu lướt rất là tuyệt vời luôn. Có đỉnh. Tại sao lại là băng với lại lôi nhỉ? Trinh sẽ chơi thảo với lại lôi. Thảo thủy lôi. Here comes the catch. Bust it. Illusion shattered. Quietly now. Time to oblivion. There is no escape.
Vẫn còn lượt sau nữa mà Trinh đã được 11.000 điểm rồi, Trinh giỏi quá đi. Khiên đá búa lửa. Không chơi Eula đâu, Eula khó chơi lắm. Trinh sẽ chơi Raiden National. Raiden National hợp mới lý luôn. Quá hợp lý luôn mọi người ơi. Combo như thế nào ta? Gotcha! Illusion shattered! I'm going in! Hey, yeah! Nice and spicy! Inazuma shines eternal! Oh, vậy là chưa bật quay! There is no escape! Absurd! Everybody stand back! Here comes the cat! Shine down, torn to oblivion. Mặt nhờ. Mà cứ bị sắp lại với con quái này khó chịu. Game's up. Game's over. Quietly now. Quái đông như thế này thì cũng không sợ chút nào. Shine down. Everybody stand back! Things are about to get dicey. Join toast! Now you shall perish! Trinh vừa bị mất đam cái quy của ấy rồi. Cái con kia nó trâu quá nên tập trung đánh vào nó. Đó là dành cho những ai chưa chơi event trên đánh lần thôi. Bác xa hồng nữa rồi. Yeah, vậy là mình đã hoàn thành xong cái event lần này. Hình như là đã có event mới rồi. Thì tại vì Trinh không có nhiều thời gian vào buổi tối á, nên là chắc là sẽ hẹn mọi người ở một video sau. Thì Trinh sẽ hoàn thành luôn một lần cái event tiếp theo. Trinh đoán là hiện tại nó cũng chưa mở hết đâu. Trinh thêm mà làm event thì làm một lần luôn. Tất nhiên là trừ những cái event lớn có cốt truyện ra nha. Để xem nào. Hậu chuyện là mình sẽ làm thêm một cái giả quét. Để được khoảng 30 nguyên thạch nữa. Trinh không hiểu là tại sao những cái event như thế mà nó lồng cốt truyện nhiều vào color ra.
Trinh thì không có ý kiến gì về cốt truyện của Genshin, tại vì so với game một game mà 12 cộng một game mobile thì cốt truyện như thế này cũng gọi là rất là đầu tư rồi, nhưng mà cách dẫn chuyện của game nó lê thê quá và nó không có hợp thị hiếu của đa phần mọi người chơi á, nên là nó bị chê nhiều. Đối với Trinh cũng vậy, nói nhiều quá nó không cô đọng lại được. Nếu mà mình tập trung vào nói những cái câu mà nó trọng tâm với lại tập trung vào cách xen sẽ tốt hơn. Rồi, vậy là Trinh đã hoàn thành event rồi. Ở event này thì sao nhỉ? Event này cũng là event ngắn thôi, không phải event dài. Event dài chắc là phải nửa sau. Để coi, Trinh quay là để đổi nguyên thạch nha. 4 viên. Banner này của Trinh cũng sắp ra vàng rồi. Thì tại vì Trinh cũng ráng quay thử cookie để xem là có ra được cung mệnh cao hay không. 9, 10 rồi nè, 11, 12, 13, 14 là 70 rồi đúng không? 70 rồi, 71 rồi đó. Đó là sắp nổ vàng rồi, nên là Trinh đang vừa sắp nổ vàng vừa có bảo hiểm, nên là Trinh sẽ để dành cho một cái nhân vật mà Trinh muốn. Hiện tại mục tiêu của Trinh đang là chờ Raiden cung mệnh 3. Đó, Trinh sẽ chắc sẽ không quay banner nhân vật cho đến khi nào mà Raiden đạt cung mệnh 3 đâu. Nilo mới vừa chơi thấy cũng vui, nhưng mà Trinh sẽ không quay, tại vì không có nhiều kiếm. Banner vũ khí, Trinh hiện tại thì cũng có vũ khí cho Nahida rồi. Đợt đó là Trinh quay hết hơn 200 roll là được Nahida cung mệnh 0R1. Trinh thì quay cũng xui lắm, một nhân vật mà Trinh muốn có một nhân vật và một cái vũ khí á, tức là C0R1 đó, là Trinh sẽ tốn khoảng tầm 200 cho đến 250 cục roll. Đó, banner vũ khí của Trinh thì được 30 phát rồi. Nên là nếu mà ban kỳ sau á, mà anh Hải Thâm rerun á, thì Trinh hy vọng là không lật red và ra được đúng cái vũ khí của anh Hải Thâm. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video event lần này của Trinh nha. Hẹn gặp lại ở mọi người ở event Genshin tiếp theo. Có thể là event tiếp theo hoặc là La Hoàng. Dạo này thì Trinh cũng không có nhiều thời gian nên là không có làm được clip chơi game nhiều. Nhưng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ clip của Trinh. Bye bye và hẹn gặp lại nha.